Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Nam Anh Studio, mình là Quang Lun. Nếu như quay trở lại với năm 2016-2017 thì chúng ta muốn mua một tai nghe Bluetooth thì sẽ chọn tai nghe Neckband. Nhưng quay trở lại với thời gian gần đây là năm 2020 thì tai nghe Neckband dường như đã trở nên không còn phổ biến nữa, mà thay vào đó, đó chỉ là tai nghe Chuglet. Vậy thì đặt ra câu hỏi, năm 2020 này chúng ta có còn nên mua tai nghe Neckband nữa hay không? Thì trong video này chúng ta sẽ cùng bàn luận nhé. Thằng này đánh giá audio mà như thì các bạn bảo mình để mình đuổi luôn nhá. Rồi mình sẽ lấy ví dụ với tai nghe Patron PBH300. Đây là mũ tai nghe mình mượn tại cửa hàng 7S. Giá ngày xưa nó rơi vào tầm 1,6 triệu, nhưng bây giờ nó chỉ còn 600 mà thôi. Ở trong tầm giá của tầm 600.000 thì chúng ta sẽ có một vài mẫu tai nghe Chuglet, ví dụ như là Soul Emotion. Hình như là chỉ có vài mẫu hoặc là những mẫu tai nghe đến từ Xiaomi, nhưng mà chất lượng nó theo mình cảm nhận là chưa cao. Về công năng sử dụng của Neckband thì mình đánh giá nó khá là cao. Nó hơn cả tai nghe có dây, do là chúng ta sẽ hoạt động thoải mái hơn, không bị dây dựa lằng nhằng kéo từ cổ cho dài cho đến tận túi quần để cắm vào nghe nhạc. Hay là nó hơn tai nghe Chuglet là do chúng ta sẽ có một cái tai nghe hoàn toàn không bao giờ bị rơi. Vì ví dụ nhá, các bạn đeo tai nghe Chuglet vào, khi các bạn tập xong, vươn vai các thứ, xong bỏ tai nghe ra, đóng vào hộp, nhét vào túi quần, kéo khóa lên, thì như vậy tai nghe mới có thể giữ một cách an toàn. Nhưng tai nghe Neckband thì sao? Đang nghe nhạc, tháo ra là xong. Không cần phải nghĩ là việc tai nghe nó ở đâu, tại vì nó ở trên cổ. Thứ hai là về dung lượng pin. Nếu xét về các tai nghe Chuglet trong cùng tầm giá thì dung lượng pin nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 đến 3 tiếng với mức âm lượng là trung bình. Nhưng quay sang với Neckband thì riêng phần thông số nghe nhạc liên tiếp trong khoảng tầm 15 tiếng. Nếu tính sơ sơ ra, nếu mà nghe hardcore hẳn hoi thì chắc rơi cũng khoảng tầm 10 tiếng. Và như vậy thì sẽ gấp khoảng tầm từ 4 đến 5 lần so với tai nghe Chuglet cùng tầm giá. Ngoài ra thì Neckband sẽ cho một cái tín hiệu thu âm tốt hơn vì mic sẽ để ở gần miệng hơn so với tai nghe Chuglet. Không chỉ vậy thì ví dụ như PBH300 còn được trang bị thêm cả aptX. So với các mẫu Chuglet 6-700 nghìn chỉ trang bị AAC thì đây sẽ là một cái thế mạnh so với những tai nghe Chuglet. Không thể phủ nhận là trong năm 2020 thì tai nghe Chuglet vẫn đang ở nằm vị trí độc tôn. Tuy nhiên thì tai nghe Neckband vẫn có những cái ưu điểm của nó, khiến cho các hãng vẫn tiếp tục sản xuất ra những cái sản phẩm Neckband mới. Ví dụ như là Samsung, ví dụ Sony vẫn đang tiếp tục đưa ra những cái mẫu Neckband mới. Và như vậy thì chắc chắn mẫu tai nghe Neckband như thế này vẫn còn có đất để dụng võ. Hy vọng những điều mà mình phân tích ở trên đã đem lại được những cái thông tin giúp anh em có thể chọn được mẫu tai nghe hợp ý mình. Còn sản phẩm Patron PBH300 này thì mượn tại 7S với mức giá đang rơi khoảng tầm 590.000. Nếu anh em muốn mua thì hãy kích vào phần mô tả mình để dưới video nhá. Còn video đến đây là hết thật rồi. Xin chào và hẹn lại anh em qua số video lần sau. Bye bye.